Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Hết Audio review hai mẫu test chất lượng cho tất cả các bác chơi sự kiện tham khảo. Hôm nay là những cái đơn hàng mà tất cả các bác khách trên mọi miền tổ quốc đang đặt hàng của Tùng Hết Audio. Tùng Hết có ship cho những bác thợ, có ship cho những bác khách làm sự kiện với những cấu hình chất lượng bên cao cấp bên cửa hàng Tùng Hết Audio. Hôm nay Tùng Hết review tất cả các bác cùng xem những mẫu sản phẩm có thể lắp 725 và 715, các cấu hình full đơn 40, full đơn 50. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Hero review 4 đôi tép neo, 3 đôi tép Rsep L850. Và các bác cùng tham khảo mẫu sản phẩm của bên cửa hàng Tùng Hero đang thương mại và để cung cấp cho tất cả các bác chơi và chất âm ổn định. Đây là mẫu Rsep có mã là L850, từ 170 côn 72, chạm nhún màu vàng, nặng 5 cân một củ. Lắp nhôm hình xoắn hình múi khế các bác nhá. Lắp nhôm. Con này là hàng chất lượng, đối với những dòng tép mà hàng rẻ thì chỉ rơi vào tầm 4 cân hoặc hơn 4 cân một tí thôi. Con này bích của nó dày. Đấy, bích của nó dày. Cái bích sắt này rất là dày. Chép này đánh 725 thoải mái, tiếng hay và khỏe. Các bác nhé, đây là 3 đôi cho rất là nhiều bác khách ở trên mọi miền tổ quốc. Đây là một số mẫu mặt hàng gọi là chép neo và chép thường của bên Tùng Hero. Nhà Tùng Nguyễn làm rất là nhiều mẫu các bác nhé. Với các cấu hình côn 75, 72 thì có quá nhiều mẫu. Cái đây là một mẫu tép neo bi 750. Tép neo bi BNC 750. Loại này là lắp nhôm, côn dây dẹt. Bi của nó cực dày và sáng. Đối với dòng này thì Tùng Nguyễn khẳng định bao cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc. Khẳng định chơi hàng tép neo mà cái loại lắp nhôm mà giống như này của em ấy, trên thị trường toàn nhập loại rẻ thôi. Nhưng đến với cửa hàng Tùng Hero các bác cực kỳ yên tâm, em nhập một mẫu tép neo này sẽ chênh với người ta gần 100.000 một đôi. Nếu các bác mua một đôi 100.000 không là cái gì, nhưng nhà Tùng Nguyễn nhập mấy trăm đôi tép này thì số lượng tiền nó cực là lớn. Nhưng mà để cho tất cả các bác khách hàng sử dụng chất âm ổn định hay, em vẫn cứ nhập các cái mẫu này. Đấy, chất lượng có thể là khả năng nó đắt hơn một chút, nhưng mà nó chất âm nó ổn định và tiếng của nó ra rất là hay. Cái phần về phần bi rồi về phần bích nó dày dặn, nó đẹp. Tiếng của nó con này, các bác lưu ý nhé, các cái dòng tép mà giống như này trên thị trường cũng có rất là nhiều loại. Đấy, nhưng mà em khẳng định một điều đối với cái dòng tép này thì tiếng của bên em sẽ hay hơn so với các dòng khác. Ai bán hàng cũng phải thổi kèn khen lấy thôi, nhưng mà em khẳng định luôn là hàng của em đẳng cấp hơn. Đấy, thì hôm nay cửa hàng Tùng Hero review cho tất cả các bác hai mẫu tép để cho tất cả các bác tham khảo. Bán hàng nó uy tín là do người làm rồi. Từ cái một cái gì người ta uy tín thì cái gì người ta cũng uy tín. Còn những thằng nào mà làm điêu chắc thì cái từ cái nhỏ nó đã làm điêu rồi thì cái to nó càng điêu. Đấy. Còn đâu các bác nam mua hàng cứ tham khảo chán chê đi, đến với cửa hàng Tùng Hero những sản phẩm chất lượng để cho tất cả các bác sử dụng. Mình bỏ tiền ra, mình chơi được hàng chất lượng mới là cái điều quan trọng. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm liên hệ cho Tùng Hero. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.